Xin chào tất cả các bác. Thì tiếp tục, hôm nay là đơn hàng cuối cùng về đây các bác. 23 giờ 14 phút ngày 27 tháng 1. Đến đôi KT12, các bác có thể nhìn thấy KT12 đã về cập bến tại Thắng Cao Audio. Các bác có thể nhìn cái miếng xốp này thì các bác đã biết đánh giá là cái chất lượng của nó như này. Đấy, miếng xốp đây rất là dày khủng khiếp, dày hàng hơn 10 phân. Đây, những đôi KT được bọc như này đấy các bác thì chắc chắn nó sẽ rất là yên tâm cho các bác. Một cái tờ giấy bảo hành của hãng FTL1 KT12. Đấy, nó như vậy. Rất là cao cấp. Những loa này thì chắc không được giới thiệu nhiều với các bác rồi. Nó là những cái dòng loa mà rất là nổi tiếng bên em, cả về chất lượng. Đây, các bác có thể nhìn thấy 8 ohm, 350W, độ nhạy là 101, rất là nhạy các bác nhé. Dùng âm ly cũng chơi được. Và giải tần hoạt động là 43 cho đến 20kHz. Đấy, rất là đẹp. KT series. Các bác có thể nhìn thấy cái chép của nó bé, rất là bé, chép neo các bác nhé. Chép neo. Đây là cái đơn giản thôi. Rất là đẹp. Đây, một cộng nhân viên đang bóc. Các bác nhìn cái miếng xốp này, các bác đã đủ thấy là nó chắc chắn như nào. Rất là chắc chắn rồi, này lại còn được nẹp gỗ bên ngoài nữa. Đấy, thì hôm nay em thông báo các bác là đơn hàng này đã về. Và bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp các bác nhé, với hai số điện thoại bên dưới. Và các bác có thể truy cập vào trang web Thắng Cao Audio để xem được chi tiết sản phẩm, hoặc là vào đăng ký kênh YouTube Thắng Cao Audio 0943687690, 0357159662 các bác nhé. Các bác xem những thông tin bên em. Những đôi này thì nó là bát neo và chép cũng neo, thành ra là cái tiếng âm của nó rất là hay. Và em đã có cái giải tần đáp tuyến của con này rồi. Đây, các bác có thể. Thì con này em đang bán với giá là 9,5 triệu các bác nhé, chưa gồm bao ship. Các bác có thể nhìn thấy cái mặt căng, các bác đã thấy là nó rất là cầu kỳ, rất là chi tiết, từng góc cạnh luôn, không thể chê được. Thì cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. Những đôi loa này thì bây giờ nó gần sát Tết rồi, còn vài ngày nữa là Tết thôi, thì chắc là sang đầu năm mới. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Chào tất cả các bác.